Tổng quan tình hình dịch và tiêm vaccine COVID-19 trên cả nước đến 20 tháng 12. Tính từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 1.540.478 ca nhiễm COVID-19, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 1.107.962 người. Tính đến sáng ngày 20 tháng 12, có hai tỉnh, thành phố trong cả nước trên 15 ngày không có ca lây nhiễm thứ phát tại địa bàn Bắc Cạn, Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này, thành phố Hồ Chí Minh 494.683, Bình Dương 289.175, Đồng Nai 94.928, Tây Ninh 64.014, Long An 39.663. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 138.772.562 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.697.403 liều. Tiêm mũi 2 là 61.890.281 liều. Tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 1.184.878 liều. Diễm Hằng, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!